Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa bắt quả tang Phạm Xuân Nhất, sinh năm 1975, ở thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, là phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, có trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ, đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả tại chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Nhất khai trước đó nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời, sau đó mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho 7 học sinh này. Lực lượng chức năng phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ, bắt giữ hai đối tượng là Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng, cùng sinh năm 1991 ở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hiện đang ở chung cư Hưng Ngân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Khám xét chỗ ở của hai đối tượng, thu giữ 3 máy tính, các dụng cụ để in và 205 hình con dấu của các cơ quan tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, 1.100 phôi văn bằng cùng nhiều giấy tờ tài liệu giả. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất, quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức.